Tan thi buổi chiều nay thì nhiều em học sinh và phụ huynh ở miền Tây đã bắt gặp cơn mưa khá nặng hạt. Không biết là sang ngày mai, ngày thi chính thức thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thì trời có đỡ mưa hơn không, chị Khánh Phương? Dạ vâng, khả năng buổi chiều mai thì sau khi kết thúc buổi thi cũng là thời gian mưa dông sẽ quay trở lại khu vực miền Tây đấy ạ. Khả năng mưa còn diễn ra nhiều hơn so với chiều ngày hôm nay. Quý vị có thể quan sát trên ảnh mây vệ tinh. Chiều nay thì mưa không diễn ra diện rộng mà chỉ rải rác ở một số tỉnh thành như Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng hay như Cà Mau. Dự báo sang chiều mai, vùng mưa sẽ diễn ra đồng đều hơn ở khu vực Nam Bộ. Cục bộ sẽ có điểm có mưa to vượt quá 50mm, đề phòng dông sét, gió giật mạnh trong 30 phút đầu cơn dông. Mưa dông bắt đầu diễn ra vào đúng thời điểm tan thi của các em học sinh để an toàn trên đường về nhà. Phụ huynh và học sinh cũng lưu ý là chúng ta nên chọn những chiếc áo mưa bộ gọn gàng, tránh những loại áo mưa một mảnh. Bởi vì khi gió thổi mạnh, làm tà áo hất ngược, gây cản trở tầm nhìn hoặc cuốn vào phía bánh xe, gây nguy hiểm khi lưu thông trên đường. Đồng thời thì chúng ta cũng nên đi chậm, tăng cường quan sát khi đi qua các tuyến đường có nhiều cây xanh, đề phòng gió giật mạnh làm cây gãy đổ, bật gốc. Còn trong buổi thi sáng mai, thời tiết sẽ khá là thuận lợi khi mà hầu khắp Nam Bộ vẫn sẽ có nắng. Ở tại thành phố Cần Thơ và những nơi khác, nhiệt độ sẽ dao động trong mức nhiệt từ 30 cho đến 33 độ. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, gồm thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác thì nhiệt độ sẽ oi nóng hơn, dao động trong mức nhiệt từ 32 cho đến 34 độ. Không riêng đất liền, trên thành phố đảo Phú Quốc cũng có khoảng nắng ráo trong buổi sáng và trưa mai. Có gió biển cho nên không khí khá là thoáng mát và nhiệt độ sẽ không vượt quá 30 độ. Buổi chiều thì mưa sẽ quay trở lại, có thể kèm theo dông sét và gió giật. Trên biển thì tàu thuyền ra vào vùng biển từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, Cà Mau cho đến Kiên Giang, bao gồm quần đảo Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu và Côn Đảo. Cần lưu ý là sẽ có mưa dông trong đêm nay và chiều mai. Mưa làm tầm nhìn giảm xuống còn 4 đến 10 km, đề phòng kèm theo lốc xoáy, gió giật mạnh.